Ba vây mấy cái bông nè. Ba thấy bông bên nhà ông Sáu đẹp quá nè. Sáng ba qua ba vây cho cô chú, cô bác gần xa xem. Rồi bông trắng đẹp quá Phát. Thơm nữa. Thơm không? À, cái bông nó bị héo rồi. Bên đây có mấy cái bông vàng. Sáu trồng đẹp quá nè. Buổi sáng an lành. Xem bông và nghe tiếng chim hót. Buổi sáng hôm nay mình chuẩn bị đi chợ thì phía cặp ngang lộ bên nhà của cô Sáu thì có mấy cái bông trắng nở, mình thấy đẹp quá. Rồi bây giờ mình qua đây mình quay mấy cái bông cho các bạn cùng xem chơi ha. Rồi đầu video hai vợ con mình xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Sông Quy TV. Chúc các bạn một buổi sáng tốt lành và nhiều điểm phúc nha. Sáng hôm nay hai con mình với bà xã mình chuẩn bị đi chợ, mà hôm nay đi chợ mà không biết ăn món gì nữa. Rồi đây đây ba nắm tay qua lộ. Hai bông nhà của cậu Sáu nở đều rồi, đẹp lên rồi đó. Bông không có, hai bông nở. Cây nào cũng đua nhau chỗ bông. Phía bên mình thì không có bông nào hết trơn. Bên mình có chỗ đâu trồng được cây bông. Bữa nay hai chồng mình chiều nay về mình nhổ mấy cái cây sâu nhái này bỏ rồi. Giờ mình kiếm cái bông gì mình chia về mình trồng mới được. Được mấy cái bông sâu nhái. Số lượng giá sáng của Phát là phải ăn một dĩa cơm tóc già buổi sáng. Giá sáng nè, ăn sáng không mời cô chú trên cà. Hả? Sao không mời cô chú dùng cơm với con, ăn sáng với con? Hả? Rồi con đây con ăn sáng nha, ba mẹ đi chợ nha. Rồi để cái đó đi. Rồi con coi giữ xe luôn nha. Đi giáp một vòng chợ không biết ăn cái gì. Hôm nay bán cá mắm cũng nhiều quá nè. Ăn với cô gái. Biết cái gì? Cô gái ơi, chú ơi ăn gì chú? Đi giáp một vòng chợ không biết ăn cái gì, mua con cá hú về khô queo. Để con nó nhỏ đi anh, khô queo. Ít này ít đồng ít nuôi chị. Chợ hôm nay bà con đi chợ không có đông ha. À, bữa nay ít xịu người ta, người bán thì nhiều. Người bán thì rất là nhiều luôn. Hôm nay ở trong lòng chợ người bán cũng rất là nhiều luôn, mà người đi chợ thì rất là ít. Mua được con cá làm món khô queo. Bây giờ bà xã mình chỉ mua một cái giò heo về hầm đu đủ. Lá gà, lá gà, lá gắt phải không? Dạ. Giờ heo hầm đủ là hết bài. Đủ mẹ con rồi. Dạ. Ngàn thôi con. 5 ngàn. Như là cái lá nó giống vô này nè.
nó đi gan như cái lá bố rồi, nó lại dạng bố của mình đó à. Nhưng mà nó cây bô, nó cây bô nó nhà bẻ nó xạ non là nó bán nó canh, nó canh cua ngon à. Đúng rồi, nghe nói nấu canh cua ngon lắm á. Đúng rồi, thịt không có đó 15.000 á cân. Quay tao mày đưa đi dưới ra này. Dạ. Bữa nay không có bán ốc vịt nữa hả chị? Nghỉ bán ốc vịt hả? Ở chợ mình bán rau rất là nhiều nhưng mà không có bán rau đay nha. Tại vì dân ở xứ mình là ít có ăn rau đay lắm. Hôm nay chị bán ốc vịt, chị đổi qua bán chín cúc rồi. 30 đi. Có người bạn nói là ăn rau đay nó mát lắm. Bởi hồi nào giờ không có ăn rau đay mình không biết. Còn rau đay thì nó là cây bô của mình đó. À, nó là cây bô đó, nhưng mà nó xả nó người ta ngày xưa đó là người ta cây bô đó, người ta lấy cái xả bô đó. À. Người ta mai bố mai ba mai bố lại rồi nhỏ là nó đó. À vậy ha. Ừ. À. Hồi lúc trước mình ở đây nó còn có chỉ có cái mình xài bố rừng được không à. Sau này nó là mới có vụ xạ bô rồi kia mà lấy cây bô đó mình lấy bây giờ nó là nó không có lấy mà nó bán cây non không à. Xạ lên nó cao cao nè chứ còn cây bô là nó tới 4 tháng rồi, 4 tháng mới có xài được. Vậy là ở ngoài cái cây đó là ngoài miền Bắc. Cái vùng mình ở đây cũng nhóc nhưng mà tại cái cây mình thì không ai chịu ăn. Dạ, không ai chịu ăn rồi bởi không có lấy về bán ha. Không có lấy về bán. Dạ. Mình ở đây cũng nhóc. Nhưng mà trong đây thì mình kêu bằng cây bô hả? Ừ, nó là cây bô đó. Cây bô. Ừ, có người kêu bằng cây đai. Cây đai, rau đai là vì nghĩa là nó cái vùng ngoài đai là cái vùng đó là vùng của vùng ngoài. Vùng ngoài ha, miền Bắc, vùng miền Bắc. Vậy là rau đay là nó ít nhất hơn mồng tây mình. Ít nhất rồi. Dạ. Vậy là... nó cũng không có mùi vị gì, ngon lắm. Dạ. Ngon lắm, ăn nó cũng cái lá nó ha, mình ăn nó bùi bùi cũng ngon. Dạ. Vậy hôm nào em không mấy hôm nào em dặn anh mua giùm em ký gì được không? Lâu lâu có không? Nó để ra ngoài chợ coi nó còn còn nó cũng có đó. À. Có anh mua cho. À, anh có anh cứ mua đi rồi có gì anh biết cái tiệm của em đấy thì anh cứ để vô lại đi rồi em lên đây em tính tiền sao cũng được. Ừ, có anh mua giùm cho. À dạ. Rồi 2 vợ chồng mình đã mua đồ ăn rồi nha, bây giờ lại với Phát coi với Phát ăn sáng xong chưa. Ăn xong chưa? Sạch dĩa không? Ờ, ăn sạch dĩa luôn. Rồi đi về nè ông ơi. Lấy nón khẩu trang đội vô. Nay dẫn Phát đi theo đi chợ tốn tiền quá trời luôn rồi. Khúc trên đây ai cũng trồng bông nha, trồng bông cặp mé lộ rất là đẹp luôn. Nhà thờ Ba Bằng. Đối diện nhà thờ Ba Bằng thì có một dòng sông, có một chiếc xà lan đang chạy. Hả? Vĩnh Long. Phía trước có bán muối nè. Mình giờ mình tấp vô mình mua bọc muối cho sư phụ nha. Tại sư phụ có dặn mình khi nào đi chợ mà gặp có bán muối á, mua cho sư phụ một bịch muối đen. Muối này là muối đen phải không anh? Dạ.
Bịch mấy ký vậy? Hồi nãy chồng điện thoại ổng cái ổng nói mua 5 ký rồi, mua 10 ký bữa ướp tao á. Sáng tính không cho ăn sáng rồi. Sáng tính không cho ăn sáng rồi đó. Xíu nấu cơm ăn cơm luôn đó. Mà sáng thang nó bụng mà cho ăn sáng luôn đó. Bà bán cơm đó là mối của Phát đó. Sáng mà cũng dĩa cơm với liên mía. Hai giờ đó cũng dĩa che. Cho vợ cái chén, nhầm vợ đừng có trứng. Cá này không có trứng. Ừ. Hai cái trứng luôn. Nè, cái trứng này còn nguyên. À. Thịt bơ lớn này còn cái này nãy nó lòi không mà anh vừa cắt hết. Đó, nhiêu đây nè. Một hồi kho ăn béo ngủm luôn. Trứng cá con. Nó con thấy là trong tập nó còn cá hú nó bự lắm mà. Ừ. Sao ngoài nó nhỏ xíu nữa. Có con bự nữa. Con bự luôn. Mày chà bá rồi. Con cũng biết con cá hú. Con cá hú con học trong tập lớp 1 rồi đó. Vậy hả? Tập 1 á. Lúc đó con học online á. Con nhìn con cá hú biết không? Biết. Ừ, có hỏi em một khúc ăn đủ không? Đủ là mua thêm nguyên cái là mua nguyên cái. Bà nào nguyên cái vợ chặt ra. Thì bà cắt ra ăn khúc á. Mình lấy cái bắp phải nhứng. Chứ mình không có lấy mấy cái dụm phải không? Không, vậy không lấy cái dụm. Tại vì mấy đứa nhỏ nó không biết ăn dụm đâu. Ơi, xì nước à. Ngày xưa là Đạt phái cục cạp lắm. À, còn nó cạp mà thịt kìa, giờ thịt hầm Đạt cũng ăn. Cái thịt lắm nha. Cái cục thịt mà trắng tư thì nó ăn mà cục thịt đỏ đỏ là nó không ăn đâu. Đúng rồi. Xúc ra luôn hả? Cái mỏ mày cắt. Cái mỏ mày cắt. Ông bán thịt. Ủa ông bán cá ông cắt hết chứ nãy giờ mẹ đâu. Mình kho nhiêu đó, nhiều không vậy? Hay là kho vài khứa thôi. Còn nhiêu ướp muối đi. Ướp muối chiên. Wow. Mình sáng đó mình trụng mớ thịt luôn đi vậy. Thịt heo bây giờ mình ăn mình phải trụng trước nha, trụng trước rồi mình hái nấu. Hình như là thịt con cá hú nó trắng hơn thịt con cá cha vậy. Cá ba sa chứ. Thời tiết ở khu vực mình hôm nay trời đã nắng và trong lại rồi nha. Mưa hổm gạt hụt xịn quá trời luôn rồi. Thời tiết hôm nay trời trong xanh mà không có mây trắng nhiều. Đi gì đâu? Đi về chỗ nhà của nó. Ngồi bên chỗ ba nó ngồi mệt quá. Ba hát hay mà không cho ba hát nữa. Ba hát hay quá. Ba hát hay không Phát? Trời. Nó hỏi Phát nó trả lời cho nó. Quá hát ghê tẩm ông ba nữa. Hát dở quá.
ba con hát dở hơn con nữa. Cái giọng là con biết đi về rồi. Về đâu? Về chỗ. Sáng thì cả nhà đi mua đồ ăn, gạo vòng một chợ luôn. Cái buổi đào. Trời mới mua được một con cá hú với với giò heo hầm đu đủ. Đó là cái sông hầm hầm á. Cái sông hầm hầm là cái gì? Cái sông nó bị tẩm á. Rồi mọi thứ đã làm xong hết rồi nha. Giờ chỉ còn chờ nấu. Gạo rồi đó, Phát thấy không? Chuẩn bị không có gạo ăn rồi đó, thấy chưa? Hết gạo ăn rồi đó, dọc gạo chứ đừng có lấy gạo ăn nha. Phát hay gình gình lấy gạo ăn lắm. Giờ mình ướp gà, cái mình khô queo. Cho vô tí nước màu. Nước màu này mình thắng nhà nên mình cho ít thôi. Chắc hơn đó. Tại cái vỏ chừa đầu với cái kỳ á. Cái mang của nó, với cái đuôi. Bỏ này mình lấy mấy thứ giữa mình thôi. Nhớ bỏ tép mỡ nha nè, kho nào gần ấy bỏ tép mỡ. Rồi cá này nó béo vào con bỏ tép mỡ. Kệ bỏ vài tép mỡ vô chồng ăn. Tép mỡ. Ừ. Vẫn là kho muối tiếp hả? Nhà mình ăn muối. Kho muối quen rồi, kho nước mắm. Ừ, dọc gạo hả? Dọc gạo vậy ta. Bên đây mình hầm thịt. Hầm cho nó mềm mềm rồi đi, giờ bỏ đủ vô. Giò heo này ăn được sáng chiều nha. Cái giò sáng mua 1 ký không vậy? Giò heo nè. Lấy nguyên cái giò thì bán 90.000, 100.000. Cắt khúc dưới thì 80. Lấy khúc trên thì 90. Mà dở thấy khúc trên cứ hương không. Cái đó là nó gân đó. Mấy cái dây dụm heo ở trên nó gân. Còn cái này thì nó có thịt. Dở lấy khúc giữa hả? Dở lấy cái khúc dưới nè. Nó thịt không nè. Ừ. Thường nhà mình hay ăn là con cá ba sa. Bữa nay là con cá hú. Cá hú với cá ba sa nó cũng giống nhau. Mà cá hú thì cái đầu nó nhỏ hơn. Mà thịt nó béo hơn. Mà cá hú là cá tự nhiên hay sao? Không, hình như có cá hú nuôi nha. Nuôi hay sao? Ủa Đạt bữa nay thì con tiếc mà sao vậy trễ ta? Bữa nay nói thì có con môn mà sao mà vậy trễ? Hay đi chơi nữa rồi đó. Bữa nay thứ bảy chắc sinh hoạt lớp. Sắp sửa cuối năm rồi chứ. Sinh hoạt. Cá hú khô queo. Chỉ còn bỏ tí cắt tiêu nữa. Rồi. Chút cắt tiêu thôi. Trứng à, trứng hết sức ngon rồi Phát. Này là trứng cá. Trứng cá ăn đã lắm Phát ơi. Mình đứa bé đang đi ăn trứng cá. Mình thì thích ăn lắm. Chứ hồi đó chồng Phát ăn trứng cá lắm á. Nhất là trứng cá lóc á. Cá lóc với trứng cá gồ với cá sặc á. Nó béo. Nó béo lắm. Phát chút xíu Phát ăn trứng thử rồi. Ăn không? Phát còn mười mấy ngày nữa là nghỉ hè đúng không? Nghe mấy bà kia nói là như là tới hăm mấy tây rồi nghỉ. Hăm mấy tây là gần cuối tháng 7 luôn, tây luôn rồi. Anyway.
quay là sang năm đó, anh hai lên lớp 9. Rồi lấy quay mấy gần nè, cái này mấy gần nè. Lấy quay là tới sinh nhật của bé Phát nè. Sinh nhật bé Phát ăn cái gì? Ăn gì rồi bà biết, biết ba mẹ đi mua đồ ăn rồi. Hả? Thắm muốn ăn cái gì? Bánh kem. Bánh kem. Kem là có là đi gì? Bánh kem có là chắc ăn rồi. Có ăn gì? Tôm hay ghẹ hay thịt gà? Tôm cua đi kìa. Rồi gà hấp tiền. Ba có tiền luôn. Gà bia rồi tôm cua nữa. Thôi ăn dữ rồi, súng răng mà ăn dữ vậy. Chứ ăn gì? Ăn gì nói mẹ kìa. Ha, một món món gì? Gà ha. Tôm, gà hấp bia. À, tôm với gà hấp bia phải không? Rồi, ok, vậy bé Phát luôn. Ok, chào cá đã chín hiện cái gì. Mà chồng Phái ăn tép mỡ mà bỏ vô mà bây giờ bỏ trễ rồi. Bỏ vô thấm vô tép mỡ, nước cá nó thấm vô tép mỡ, ăn tép mỡ không nó mới ngon. Hôm nay đã Đạt đi học về cũng hơi trễ à. Giờ này cả nhà dọn cơm ra hết rồi. Chờ Đạt về để ăn cơm nha. Hai chồng mình thì sáng giờ uống được 2 ly cà phê sữa, còn Phát thì ăn được dĩa cơm rồi. Giờ này cũng gần 11 giờ. Giờ chờ Hòa Đạt gì nữa là mình ăn cơm nha. Không mấy múc canh ra đi chờ, múc canh ra cho nó nguội. Chứ không hồi nóng quá hai đứa nhỏ nó ăn không được. Lúc thì ông nắng cũng không dám đi ăn được. Nắng là nắng gắt luôn á. Đi ra đường là nóng luôn, nóng cái lưng luôn. Ổng gài, ổng nắng lại 3-4 ngày nay rồi. Nắng gắt luôn. Hôm nay mình sẽ mời các bạn ăn cơm với cá hú khô quẹt và thịt hầm đu đủ nha. Ăn canh để giải nhiệt các bạn ơi, cho mát mẻ. Rồi, mình cũng xin mời các bạn cùng dùng cơm nha. Ở cái này mình cắt tiêu không vậy? Sợ cay có không ăn được đâu. À, canh canh khỏi cắt tiêu phải không? Chồng muốn ăn tiêu thì xay riêng để mà. Rồi rồi. Rồi, một lần nữa mời các bạn cùng dùng cơm nha. Cá hú khô queo mà ăn với canh này rất là bắt mắt. Rất là ngon. Ai có ăn mặn thì thịt nè. Thịt hầm mình chấm nước mắm ha. Gia đình mình là chuyên gia là ăn thịt kho lạc hoặc là cá kho lạc gì á là cũng phải có một chén nước mắm mặn kế bên để chấm ăn. Tại vì mình ăn mặn lắm, bà xã mình đi ăn lạc, còn mình ăn mặn. Mẹ múc cơm từ giờ ông nguội rồi đó, chờ anh hai về. Mấy giờ ông nguội? Thấy đừng tiếc mà. Em không nghe, nói lại cho em nghe. Năm 2:30. Nhà đó, nhà đó, tối hát cao kê.
nhóc dữ dằn. Ừ, biết chín lại còn lại được thịt chín thành thật sự ăn chơi sắp em mới kêu ư e giống con nhỏ vậy đó, con nhỏ con nằm mẹ quá con kêu ba chó 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 tưởng đâu biết nói chuyện rồi phát hai ba gần ba tuổi mà chưa biết nói chuyện gần ba tuổi rồi kêu chó chó còn kêu chó mà chó chó cái gì cũng chó vậy nữa chó chó vừa ngủ mẹ nó chứ đâu còn nó lắc còn ngủ à hay lắm khoác con mẹ nằm kế bên mau ngủ rồi ẩm gầy mấy giờ con trong trong chờ chú cái tóc hết được lộ khỏe các bạn ơi ẩm gầy đầu tóc bù xù ba cho con đầu tóc bù xù giống như là giống như ca sĩ vậy á. Hai giống như ca sĩ vậy đó. Giống như ca sĩ. Con giống ca sĩ không? Con Vinh hai hai giống như ca sĩ. Cái tóc đó ừ. Giống ca sĩ. Con mà chảy qua đây là giống anh hai luôn á. Ba kêu chú kim cái tóc là hết giống hai này giống nhau mà. Có ba hả ba? À, cái hồi mà con đi chùi. Cái gì? Hai hai ha. Không có ca sĩ ở nhiều nhiều quá. Cái người bằng đồ trắng á. Màu trắng hả? Ba quên. Tên là Nhi Quất Tắc Quất. Cái đầu nó bụi xù giống như anh hai á. Cái tóc nó dài á. Nó dài á. Tóc này giống như ca sĩ vậy. Cái gì? Ca sĩ áo màu trắng tên nhiều ca sĩ quá ba quên. Mẹ cũng không để ý. Bà nói với con nói gì ba hình như cũng ra luôn. Nhiều ca sĩ mặc đồ trắng lắm. Con phải nhớ tên. Ca sĩ à? Ca sĩ à mặc trắng. Ừ, mà ca sĩ là mặc áo màu khác màu trắng. Ba không có ca sĩ, con ca sĩ. Không, ba cũng mặc áo khác màu trắng là ba ca sĩ luôn rồi. Chứ là ba là gì? Ba hát hay mà. Không, ba là ba chứ cái tóc như thế này sao. Ba là ba. Mà ba hát hay mà. Ba hát hay không? Mỗi lần ba hát. Ơi mà đó con thấy giống ca sĩ gì? Ba giống như ca sĩ gì? Ca sĩ gì? Thấy giống như ca sĩ gì? Đeo kính. Ba con giống con quỷ như ca sĩ. À. Thôi cả nhà mình ăn cơm trưa cũng đã xong rồi, đã no rồi. Bây giờ chuẩn bị dẹp rồi nghỉ ngơi nha. Rồi. Bây giờ mình cũng xin tạm dừng video này. Các bạn xem xong nếu thấy video hay thì nhớ bấm nút đăng ký kênh, nút like, nút share để ủng hộ kênh nhé. Rồi gia đình mình cũng xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo nhé. Bye bye. Bye. Đúng gần đi gần. Tại sao? Cơm nồi bằng tay rồi, mai ta lên ban sớm.